Chương 8. Bản phúc trình đầu tiên của bác sĩ Watson. Lâu đài Baskerville, 13 tháng 10. Hôm thân mến, qua những lá thư và những bức điện của tôi, anh đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xó xỉnh buồn bã nhất thế giới này. Càng ngày, nỗi buồn của khu đầm lầy càng thấm sâu vào tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy nước Anh hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó. Xung quanh tôi toàn là những dấu tích sinh hoạt và lao động của con người thời tiền sử. Đây là hang động của họ, kia là các nấm mồ và kia nữa là các tảng đá khổng lồ có lẽ chứng minh cho tinh thần của họ. Khi nhìn những triền núi bị đào bới bởi những công cụ thô sơ làm thành những hang động này, ta như quên mất mình đang sống ở thế kỷ nào. Và nếu như dưới mái vòm thấp của một trong những hang động đó đột nhiên xuất hiện một người choàng lông thú, râu ria xồm xoàm, đặt mũi tên có đầu bị đá vào cây cung, thì anh sẽ thấy rằng sự tồn tại của con người ấy thích hợp hơn so với sự tồn tại của anh. Điều lạ lùng hơn hết là tại sao những người này đến ở rất đông tại một nơi chẳng màu mỡ chút nào. Tôi không phải là nhà khảo cổ, nhưng theo tôi, đây là một bộ lạc bị đè đầu cưỡi cổ nên thỏa mãn với nơi mà các bộ lạc khác từ chối. Tuy nhiên, tất cả những điều vừa nói không hề có liên quan chút nào tới sự có mặt của tôi ở đây, và chắc có lẽ cũng không hề làm cho anh quan tâm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không đủ sức quên đi thái độ thờ ơ của anh tới vấn đề mặt trời quay quanh trái đất hay trái đất quay quanh mặt trời. Vậy thì hãy chuyển sang những sự kiện có quan hệ trực tiếp với ngài Henry vậy. Một vài ngày gần đây, anh đã không nhận được một tin tức nào, là vì không biết kể về cái gì cả. Thế nhưng từ khi một sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra, thì giờ đây chúng ta đã nắm được những tình tiết khá quan trọng đối với vụ án. Một trong những tình tiết ấy là có một tên tù khổ sai ẩn náu trong khu đầm lầy. Có cơ sở vững chắc để nói rằng hắn đã rời khỏi vùng này và sống yên ổn tại những trang trại đơn độc nào đó. Từ khi hắn vượt ngục đến giờ đã 2 tuần trôi qua. Thật khó tưởng tượng nổi một người có thể sống qua thời gian như thế trên khu đầm lầy. Thật ra ở đấy cũng có nơi trú thân. Bất kỳ hang đá nào cũng có thể thành nơi nương náu của hắn. Nhưng thiếu ăn thì không thể sống nổi. Nếu hắn không bắt cừu để ăn, rõ ràng hắn đã rời khỏi vùng này và người sống ở các trang trại yên tâm hơn. Chúng tôi, 4 người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, sống ở lâu đài Baskerville, trong tình trạng lúc nào cũng tự bảo vệ được mình. Nhưng xin thú thật với anh, khi nghĩ tới Stapleton, tôi lo ngại không yên. Họ không có những láng giềng gần gũi nên khó nhờ cậy vào sự giúp đỡ của ai cả. Người nữ hầu phòng, một đầy tớ già, em gái và anh trai, đấy là tất cả những người sinh sống ở Maripit. Họ sẽ ở trong tay tên giết người này nếu hắn đột nhập vào nhà của họ. Tôi và ngài Henry rất lo ngại cho họ và thậm chí muốn để người chăn ngựa ngủ lại ở Maripit. Nhưng Stapleton không chịu nghe. Có điều là nam tước bắt đầu quan tâm đặc biệt đến cô láng giềng xinh đẹp. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì ông ta là một người ưa hoạt động, còn cô gái là một phụ nữ đẹp mê hồn. Trong cô có cái gì sôi nổi của người dân vùng nhiệt đới, ngược hẳn lại với ông anh. Vào thời gian này, trong ông anh rõ ràng có một bí ẩn nào đấy nung nấu ông ta. Cứ xét theo mọi phương diện thì ông ta có ảnh hưởng lớn tới em gái mình. Nhiều lần trong khi trò chuyện, tôi có dịp bắt gặp những cái nhìn của cô hướng về ông anh mình, hình như đón chờ sự đồng tình của ông. Ông đến thăm ngài Henry vào ngày hôm đó, và sáng ngày hôm sau, ông đã đưa chúng tôi đến nơi diễn ra sự cố có quan hệ tới truyền thuyết của Hugo. Chúng tôi đi sâu vào khu đầm lầy tới vài dặm, lọt vào một bình nguyên không lớn không huyền ảo. Một lối hẹp nằm giữa những cột đá đưa chúng tôi tới bãi cỏ thoáng đãng. Ở giữa bãi cỏ có 2 tảng đá lớn co lại ở phía trên, khiến người ta liên tưởng tới những chiếc nanh khổng lồ của con quái vật nào đấy. Mọi thứ ở đây hoàn toàn phù hợp với sự mô tả khung cảnh bùng nổ tấn bi kịch xưa kia. Ngài Henry chăm chú quan sát mọi hướng, nhiều lần hỏi Stapleton rằng lẽ nào Stapleton lại tin vào sức mạnh siêu nhiên ảnh hưởng tới công việc của con người. Giọng ngài có vẻ khinh mạn, nhưng ngài lại rất nghiêm chỉnh chú ý tới chuyện này. Stapleton trả lời một cách dè dặt. Ông ta không nói nhiều và tỏ ra thông cảm với nỗi lòng của ngài nam tước. Ông ta kể cho chúng tôi nghe một vài trường hợp tương tự trong các gia đình khác và làm cho chúng tôi có cảm giác là ông cũng tin vào truyền thuyết về con chó của dòng họ Baskerville.
Khi quay trở lại, chúng tôi tạt vào ăn sáng ở nhà Stapleton. Ngài Henry làm quen với cô Stapleton từ lúc nào chẳng rõ. Cô ta đã cuốn hút ngài ngay từ lúc mới gặp nhau. Lúc chúng tôi trở về thì thỉnh thoảng ngài lại nói về cô ta. Và từ đó trở đi, không ngày nào là chúng tôi không gặp gia đình Stapleton. Hôm nay họ ăn cơm trưa ở chỗ chúng tôi, và ngài Henry đã nói chuyện viếng thăm họ vào tuần tới. Hình như ông Stapleton không mong mỏi một người chồng tốt cho em gái mình, vì tôi nhiều lần nhận thấy ông ta tỏ vẻ khó chịu trước sự săn đón của ngài Henry với cô ta. Có lẽ Stapleton gắn bó với em gái và sợ sống đơn độc một mình. Trong thực tế, rõ ràng Stapleton không muốn tình bạn này chuyển thành tình yêu. Và theo sự quan sát của tôi, thì ông ta đã bằng mọi cách cố gắng không để họ ở lại một mình với nhau. Nhân thể nói thêm, nếu vụ án này bị mối tình làm rối rắm thêm, thì lời dặn theo sát ngài Henry của anh hầu như sẽ không được hoàn thành. Gần đây bác sĩ Mortimer có ăn sáng ở chỗ chúng tôi. Ông khai quật một ngôi mộ cổ ở vùng Long Đao và tìm thấy chiếc sọ người tiền sử. Điều này khiến ông thích thú khôn xiết. Anh em Stapleton có mặt sau bữa ăn. Theo yêu cầu của ngài Henry, bác sĩ dẫn chúng tôi tới con đường dập bóng cây để chỉ cho mọi người biết vào cái đêm thảm khốc ấy mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Con đường chạy dài, mờ ảo, cả hai phía đều có những rảnh đất trồng cỏ hẹp và những cây thủy tùng được xén tỉa làm thành bức tường khá dày. Nhà hóng mát đổ nát nằm ở phía cuối con đường. Chính giữa có hàng rậu dẫn ra khu đầm lầy, mà cạnh đó ông Sắc Lơ đã gầy tàn thuốc lá. Cửa bằng gỗ có khóa. Vùng đầm lầy bao la trải ra phía sau nó. Tôi nhớ tới lý thuyết của anh về sự cố đã xảy ra ở đây và gắng hình dung tất cả điều đó. Khi đứng cạnh cửa hàng rào, Sắc Lơ nhìn thấy một gì đó từ khu đầm lầy tiến đến gần ngài. Bóng ma này đã khiến ngài sợ hãi đến kinh hoàng. Ngài bỏ chạy, chạy cho đến lúc ngã vật xuống, tắt thở vì kiệt sức. Thế nhưng con vật nào đã khiến ngài chạy? Con chó chăn cừu nào đấy từ khu đầm lầy chăng? Hay là con chó ma quái to lớn, đen thui và lặng thinh nọ? Cũng có thể đó là việc làm của bàn tay con người. Có lẽ Barrymore biết nhiều hơn những gì ông ta nói. Kể từ lá thư cuối cùng tôi viết cho anh đến giờ, tôi còn làm quen được với một trong số những láng giềng của chúng tôi. Ông Franklin ở lâu đài Lapter, cách chỗ chúng tôi 4 dặm về phía nam. Đây là một ông già tóc bạc phơ, mặt đỏ và rất cáu kỉnh. Ông Franklin là một người sùng bái pháp luật, đã tiêu cả một tài sản vào các vụ kiện tụng đủ loại. Ông ta thưa kiện chỉ vì thích cãi cọ, và ông sẵn sàng phát đơn kiện với tư cách nguyên cáo, và lại cũng sẵn sàng hầu tòa với tư cách bị cáo. Đột nhiên, ông ngăn cấm việc đi lại cạnh lãnh địa ông và thách thức hội đồng sứ đạo buộc ông mở lại con đường đó. Sau đó tự tay ông phá hàng rậu của ai đó và tuyên bố rằng ở đấy từ xưa đã có một con đường đi qua, mặc cho chủ nhân kiện ông vi phạm ranh giới đất đai của người khác. Ông biết rành rọt những đạo luật phong kiến và ông đã sử dụng những hiểu biết của mình. Lần này thì ủng hộ làng bên cạnh, lần khác thì lại chống lại họ. Vì thế dân làng ở đây khi thì kênh ông lên, khi thì đốt hình nộm ông. Người ta nói rằng hình như bây giờ trong tay ông Franklin có tới 7 vụ kiện. Chắc chúng sẽ ngốn hết số tài sản còn lại của ông. Như vậy, ông ta sẽ bị tịt ngòi và sẽ trở thành một người vô hại. Hiện giờ, ông đã tìm cho mình một công việc rất kỳ quặc. Là một người thích thiên văn học, lại có trong tay chiếc kính viễn vọng, nên suốt ngày ông ngồi trên mái nhà mình quan sát khu đầm lầy với hy vọng phát hiện ra tên tù vượt ngục. Sau khi thông báo cho anh tất cả những gì có thể thông báo được về người tù khổ sai chạy trốn, về anh em Stapleton, về bác sĩ Mortimer, về ông Franklin, bây giờ tôi sẽ kể về vợ chồng Barrymore và về những sự kiện lạ lùng xảy ra vào đêm hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu từ bức điện được anh chuyển từ London với mục đích xác nhận xem vào ngày hôm ấy Barrymore có ở nhà hay không. Tôi có kể cho ngài Henry về sự thất bại này. Ngài đã gọi ngay Barrymore đến. Chú bé đã chuyển bức điện tận tay ông phải không, ông Barrymore? Ngài Henry hỏi. Barrymore ngạc nhiên nhìn ngài và suy nghĩ chừng một phút. Không, lúc đó tôi ở trên gác thượng và vợ tôi mang bức điện đến cho tôi. Chính ông viết điện trả lời? Không, tôi nói với vợ tôi nên trả lời ra sao. Cô ấy xuống dưới và viết. Buổi chiều, Barrymore lại đề cập chủ đề này theo sáng kiến riêng của mình. Ngài Henry, tôi thật không hiểu tại sao ngài lại hỏi tôi về bức điện ấy. Phải chăng tôi đã có lỗi gì đó
và đã làm mất sự tin cậy của ngài. Ngài Henry cố gắng thuyết phục Barrymore rằng điều đó không phải như vậy, và để an ủi ông ta, ngài đã tặng ông ta khá nhiều đồ dùng cũ của mình. Bà Barrymore rất đáng quan tâm. Đấy là người đàn bà rất đứng đắn, đáng kính. Nhưng vào đêm đầu tiên khi đến đây, tôi đã nghe thấy những tiếng khóc thổn thức của bà. Và từ ngày đó, nhiều lần tôi vẫn có dịp thấy dấu vết của những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Có nỗi khổ nặng nề nào đó hành hạ người đàn bà này. Rất có thể đó là những nỗi dày vò của lương tâm không trong sạch chăng? Có khi tôi nghi ngờ rằng Barrymore là một tên bạo chúa trong gia đình. Tôi thường xuyên cảm thấy đấy là một người kỳ cục khả nghi, và những sự kiện của đêm qua càng làm tăng thêm mối ngờ vực của tôi. Chắc anh biết tôi ngủ không say lắm, và tại lâu đài Baskerville, khi lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng, thì tôi sẽ càng thức. Đêm qua lúc gần 2 giờ, tôi nghe thấy những bước chân len lén cạnh phòng mình. Tôi trở dậy mở cửa và nhìn ra hành lang, thấy loáng thoáng bóng của ai đó. Chiếc bóng của một người trên tay cầm ngọn nến bước rón rén theo hành lang. Ông ta mặc áo lót, quần dài, đi trên đất. Tôi chỉ nhận ra được hình dáng lờ mờ của con người ấy. Nhưng theo vóc người, tôi đoán đấy là Barrymore. Ông ta bước chậm chạp, lặng lẽ, và trong từng cử động của ông có cái gì vụng trộm lo ngại. Qua những lá thư của tôi, anh đã biết rằng cả hai hành lang được giao nhau bởi một hành lang khác bao quanh lâu đài. Chờ cho tới khi Barrymore đi khuất, tôi bắt đầu lần theo dấu vết của ông ta. Lúc tôi bước tới hành lang giao nhau thì ông đã ở hành lang phía bên kia, và sau đó ánh sáng lóe lên trong cửa ra vào để ngỏ của một căn phòng. Thế có nghĩa là ông ta đã vào đây. Các phòng này không có người ở, cũng không có đồ gỗ, bởi thế hành vi của Barrymore là hoàn toàn bí ẩn. Ông ta đứng ở đó bất động vì ngọn lửa của cây nến không hề lung lay. Tôi gắng bước nhẹ nhàng hơn, vượt qua suốt hành lang, rồi từ ngoài liếc nhìn qua cánh cửa hé mở. Barrymore đứng nép mình cạnh cửa sổ, đưa cây nến đến gần tấm kính. Tôi trông nghiêng, thấy khuôn mặt ông đờ đẫn trong sự chờ đợi căng thẳng. Mặt ông hướng ra bóng đêm mờ mịt của khu đầm lầy. Ông ta chăm chăm nhìn qua cửa sổ vài phút, sau đó ông khẽ rên rỉ và bằng một cử chỉ nôn nóng, ông tắt ngọn nến đi. Lúc bấy giờ tôi quay trở về phòng mình, và chẳng bao lâu tôi nghe thấy tiếng bước chân lén lút phía ngoài cửa ra vào. Sau một thời gian khá lâu, xuyên qua giấc ngủ mơ màng, tôi nghe thấy ở một nơi nào đó có ai đang vặn chìa khóa trong ổ, nhưng thật khó xác định âm thanh này vọng tới từ đâu. Tôi không hiểu tất cả những cái đó nghĩa là thế nào, nhưng trong ngôi nhà ảm đạm này, rõ ràng có những việc làm bí ẩn nào đó đang được tiến hành. Sáng nay tôi nói chuyện với ngài Henry, dựa trên những điều quan sát ban đêm của tôi, chúng tôi đã thảo ra kế hoạch hành động. VTC Now.